Chị xin chào anh chị và các bạn nha. Chị mới vừa về một chiếc Sirona 2021 luôn anh chị. Mới vừa về luôn nha. Chưa có vệ sinh gì luôn á, chưa có lọc keo luôn nè. Đó, người ta dán cái keo nè. Này chắc về phải lọc ra hết. Mới về giờ quay trước cho anh chị coi thôi nha. Đó, Sirona 2021 bản full dầu anh chị. Hai cửa số trời nha. Đây. Đó, phía trước phía sau ha. Thắng tay điện tử nè, tự động dư thắng đầy đủ nha. Sirona 2021 nha. Chạy 65.000 cây. Chiếc này chiều bán giá là 950 triệu thôi. Thì anh chị các bạn nào có quan tâm á thì liên hệ chiều đến coi xe nha. Đó, xe đẹp, mới vừa về luôn, chạy mới có 65.000 cây à. Sản xuất 2021 luôn. Nè, bản luxury nè. Rồi, Sirona. Rồi, anh chị các bạn nào có quan tâm dòng Sirona máy dầu nha. Nè, máy dầu. Máy dầu nha, 2021 nha. Chạy 65.000 cây à. Đó, có cảnh báo điểm mù đầy đủ anh chị. Đó, gia tự động đầy đủ, thắng tay điện tử tự động dư thắng đầy đủ nha. Làm mát ghế luôn. Rồi, có quan tâm liên hệ trực tiếp cho chiều nha. Cần thêm thông tin các bạn qua Zalo chị gửi thông tin cho.